Vụ phi cơ British Airways bốc cháy, nhân viên cứu hỏa dập tắt lửa trong vòng 5 phút, tin từ Las Vegas, Nevada, Hoa Kỳ. Nhân viên cứu hỏa Las Vegas cho biết là nhờ chương trình huấn luyện và sự chuẩn bị mà họ đã có thể vừa dập tắt ngọn lửa trên phi cơ British Airways, vừa di tản hành khách tại phi trường quốc tế McCarran trong vòng 5 phút. Vụ việc xảy ra vào hôm thứ Ba, khi phi cơ sắp sửa cất cánh bay đi London thì động cơ bốc cháy, buộc cho 172 hành khách và nhân viên phi hành đoàn phải chạy ra ngoài qua những cửa trượt khẩn cấp giữa lúc khói đen và lửa đỏ đã bao trùm cả phi cơ. Tại buổi họp báo vào hôm thứ Tư, Giám đốc Sở Cứu hỏa Clark County là Greg Castle cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, nhân viên cứu hỏa đã lập tức có mặt. Trong vòng không đầy 5 phút, ngọn lửa bị dập tắt và hành khách được đưa tới nơi an toàn. Họ chuyển 27 hành khách bị thương tới các bệnh viện trong khu vực, hầu hết chỉ bị thương nhẹ trong khi trượt khỏi phi cơ. Theo nhiều nhân chứng, khi phi cơ chuẩn bị cất cánh, khói đen đột nhiên bốc lên mù mịt, khiến cho mọi người ùa chạy ra phía trước, gây nên cảnh hỗn loạn. Đại úy Mike Ashley thuộc Sở Cứu hỏa Clark County cho biết là khi có mặt tại hiện trường, nhờ được huấn luyện kỹ càng, nhân viên cứu hỏa đã hành động không cần đợi mệnh lệnh. Các viên chức phi trường quốc tế McCarran cho biết là hành khách tiếp tục bay đến London trên một chiếc phi cơ khác. Còn phi cơ bị bốc cháy được đưa vào một khu vực riêng để nhân viên cơ quan hàng không liên bang điều tra.